Thưa quý vị, theo tờ Wall Street Journal, khi Ukraine bước vào giai đoạn then chốt trong cuộc xung đột với Nga, các nhà lãnh đạo Mỹ và NATO đang thống nhất với nhau về một tầm nhìn củng cố hệ thống phòng thủ của Ukraine và tìm cách đảm bảo tương lai có chủ quyền của nước này. Đó là mô hình an ninh mà các nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm cả Tổng thống Biden, đã so sánh với những gì Israel hiện có. Các quan chức phương Tây nói với Wall Street Journal, gọi tắt là WSJ, rằng thỏa thuận an ninh này sẽ liên quan đến quá trình hướng tới tư cách thành viên NATO trong tương lai của Ukraine, nhưng sẽ không thực sự khiến Liên minh Bắc Đại Tây Dương này trở thành một bên trong bất kỳ cuộc xung đột nào với Nga. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, một thỏa thuận an ninh kiểu Israel dành cho Ukraine sẽ ưu tiên chuyển giao vũ khí và công nghệ tiên tiến. Ông Duda nói, các cuộc thảo luận về vấn đề này đang diễn ra ngay lúc này. Tổng thống Duda không nêu chi tiết vũ khí hoặc công nghệ nào có thể được chuyển giao cho Ukraine theo thỏa thuận. Nhưng Ba Lan cũng đã cung cấp cho Kiev máy bay MiG-29 thời Liên Xô cùng các thiết bị quốc phòng khác. Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết, cuộc thảo luận về mô hình kiểu Israel nổi lên như một cách để giải quyết cốt lõi các vấn đề an ninh của Ukraine. Thừa nhận rằng nước này sẽ không sớm đạt được tư cách thành viên NATO. Nhưng ngay cả khi dựa trên mô hình an ninh của Israel, quan chức này cho biết các điều khoản của thỏa thuận quốc phòng với Ukraine vẫn linh hoạt. Israel không phải là thành viên của NATO và Mỹ không ràng buộc theo hiệp ước để hỗ trợ nước này. Nhưng trong nhiều thập kỷ, Israel đã có mối quan hệ đặc biệt với Mỹ với tư cách là đối tác tin cậy nhất của Washington ở Trung Đông và đây cũng là nước nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến II. Hỗ trợ của Mỹ cho Israel được vạch ra trong các thỏa thuận 10 năm và trong thỏa thuận gần đây nhất. Washington cung cấp cam kết 38 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự từ năm 2019 đến năm 2028. Khái niệm về một mô hình của Israel lần đầu tiên được soạn thảo vào tháng 9 năm 2022. Tác giả là ông Andriy Yermak, một trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine và Andrzej Rasmussen, cựu lãnh đạo NATO. Ukraine cần những đảm bảo an ninh chắc chắn và lâu dài, ông Yermak nói với tờ WSJ. Lưu ý thêm rằng những đảm bảo như vậy sẽ cần được duy trì cho đến khi Ukraine gia nhập NATO. Fabrice Potier, cựu giám đốc chính sách của NATO và trợ lý của ông Rasmussen, người đã giúp soạn thảo, đề xuất và trình bày với một số chính phủ phương Tây, cho biết Mỹ sẽ đóng vai trò là người đảm bảo chính cho các thỏa thuận an ninh với sự tham gia của các thành viên NATO ở châu Âu. Thỏa thuận dựa trên một đề xuất được gọi là Hiệp ước An ninh Kiev, dự kiến sẽ được ký kết sau hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 11 và ngày 12 tháng 7 năm nay tại Vilnius. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố Ukraine không thể gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khi nước này vẫn đang vướng vào cuộc xung đột với Nga. Theo đài RT của Nga, phát biểu trước cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại thủ đô Oslo, Na Uy hôm 1 tháng 6, bà Baerbock tuyên bố rằng Liên minh quân sự này vẫn mở rộng cánh cửa cho các thành viên mới tiềm năng. Bà nói điều này không chỉ áp dụng cho Thụy Điển, mà còn cho Ukraine. Bà nhấn mạnh về nguyện vọng của Ukraine. Ở thời điểm này, rõ ràng chúng ta không thể thảo luận về tư cách thành viên mới trong bối cảnh xung đột. Tháng trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng bày tỏ hoài nghi về việc Kiev gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu. Ông Olaf Scholz nói rằng tư cách thành viên NATO tiềm năng của Kiev không sớm xuất hiện trong chương trình nghị sự. Ông cũng đưa ra một loạt các yêu cầu thuộc tiêu chí của NATO mà hiện tại Ukraine không thể đáp ứng. Thủ tướng Đức lập luận rằng NATO hiện nên tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine bảo vệ lãnh thổ trước các lực lượng Nga. Hồi tháng 4, tờ Financial Times đưa tin, trong khi một số thành viên NATO như Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic từ lâu đã ủng hộ lộ trình nhanh chóng để Ukraine gia nhập khối, thì những nước khác, bao gồm Mỹ và Đức, đã từ chối đưa ra cam kết về kịch bản này. Trích dẫn các nguồn tin giấu tên, tờ báo tuyên bố hôm 31 tháng 5 rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rõ với các nhà lãnh đạo NATO rằng ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh Vilnius vào tháng 7 nếu như không có đảm bảo an ninh cụ thể và lộ trình gia nhập khối. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022 sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại đây. Liên minh này hiện có 31 thành viên, trong đó Phần Lan là thành viên mới nhất. Trước đó cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố tất cả các quốc gia trong liên minh đều đồng ý Ukraine sẽ trở thành một thành viên của khối. Tất cả các đồng minh đều đồng ý rằng
cánh cửa của NATO đang rộng mở cho các thành viên mới. Moscow không có quyền phủ quyết phản đối NATO mở rộng, ông Jens Stoltenberg nói với các phóng viên ở Oslo. Khi đến thăm Kiev vào tháng 4, nhà lãnh đạo NATO cam kết tiếp tục hỗ trợ để Kiev sớm gia nhập khối liên minh quân sự này. Tuy nhiên, cho tới nay, vẫn chưa có khung thời gian cụ thể cho việc gia nhập của Kiev. Ông Jens Stoltenberg cũng đã công bố một chương trình hỗ trợ mới để đưa Ukraine trở thành thành viên của NATO theo kế hoạch. Ngược lại, Moscow coi động thái mở rộng về phía đông của NATO là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và cho rằng nguyện vọng gia nhập khối này của Ukraine là một trong những lý do dẫn đến cuộc xung đột hiện nay. Hôm 21 tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra cảnh báo về thông báo nguy hiểm của NATO liên quan đến việc Ukraine gia nhập liên minh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, NATO đang tự đặt ra mục tiêu đánh bại Nga ở Ukraine và để tạo động lực cho Kiev. Liên minh này cam kết rằng sau khi xung đột kết thúc, Ukraine có thể được chấp nhận để tham gia vào liên minh. Cũng trong ngày 1 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh Kiev cần được kết nạp vào cả Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong năm nay. Theo đó, ông Zelensky lập luận tại Hội nghị Thượng đỉnh của Cộng đồng Chính trị châu Âu được tổ chức tại Bulbaka, Moldova rằng Nga e rẻ NATO. Ông cáo buộc Moscow chỉ thị uy trước những quốc gia ở bên ngoài không gian an ninh chung hoặc bỏ lại phía sau những cuộc xung đột đóng băng như Transnistria. Ông Zelensky nói, do đó, mọi quốc gia châu Âu có biên giới với Nga nên trở thành thành viên của EU hoặc NATO. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng việc kết nạp Kiev sẽ là một dấu hiệu gửi đến Moldova và Georgia. Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU hồi tháng 2 năm 2022. Sau đó, Moldova và Georgia có động thái tương tự vào đầu tháng 3. Ông Zelensky nhận định, nếu ngay cả người Ukraine, những người đang đổ máu để chứng minh cam kết đối với tự do và các giá trị của một châu Âu thống nhất, vẫn chưa nhận được câu trả lời tích cực rõ ràng về việc tham gia EU và NATO, thì hy vọng của những nước khác đang trở nên hoàn toàn viễn vông. Cả NATO và EU đều duy trì chính sách không kết nạp thành viên mới nếu họ đang có xung đột hoặc tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết. Mặc dù cả hai khối đã tạo ra nhiều ngoại lệ cho Ukraine kể từ năm ngoái, nhưng ít nhất có một quốc gia vẫn tỏ ra không sẵn sàng vượt qua ranh giới, đó là Đức. Thủ tướng Olaf Scholz cho biết có những tiêu chí rõ ràng để trở thành thành viên. Chẳng hạn, bạn không thể có xung đột biên giới. Bộ trưởng Ngoại giao Đức, bà Annalena Baerbock, bản thân là một người thẳng thắn ủng hộ Kiev, cũng lập luận rằng rõ ràng là chúng ta không thể nói về tư cách thành viên NATO mới giữa lúc đang có xung đột. Nga coi việc mở rộng về phía đông của NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và viện dẫn nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine là một trong những lý do dẫn đến cuộc xung đột hiện nay. Khối này đã cung cấp cho Ukraine hơn 100 tỷ đô la viện trợ quân sự trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh rằng họ không liên quan trực tiếp, nhưng Nga phải thua.